nay em xin phép được trình bày cái kết quả của công trình nghiên cứu tên là mối tương quan và mức độ thống nhất giữa siêu âm và X-quang trong đánh giá các cái tổn thương của thoái hóa khớp gối. Thì sau đây là nội dung phần trình bày của chúng em. Thứ nhất về đặt vấn đề, thì từ sáng giờ chúng ta nghe rất là nhiều cái báo cáo rồi. Chúng ta đều biết là thoái hóa khớp gối là một trong các cái bệnh lý thường gặp nhất của các cái phòng khám cơ xương khớp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Thì theo báo cáo của tổ chức NHAM lần thứ ba thì người ta thấy là cái tỷ lệ thoái hóa khớp gối ở Hoa Kỳ là 12,1%. Ở Việt Nam thì theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới trong cái nghiên cứu cấp cọt thì người ta thấy là cái tỷ lệ thoái hóa khớp gối gọi là self-report, nghĩa là bệnh nhân tự báo cáo là 4,1%. Thì chúng ta đều biết là cái tổn thương bệnh học cơ bản của thoái hóa khớp gối là các cái tổn thương của sụn khớp. Và như chúng ta đều biết thì cái quan điểm trình bày sáng giờ thì cái quan điểm về mặt sinh bệnh học của thoái hóa khớp gối là cái bệnh lý viêm mãn tính ở mức độ nhẹ của cái khớp gối. Mặc dù như vậy thì người ta thấy thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối hiện tại áp dụng vẫn là tiêu chuẩn theo Hội Thoái hóa Hoa Kỳ vào năm 1986, mà cái tiêu chuẩn này chủ yếu chỉ dựa vào các cái tổn thương trên phim X-quang là chính, mà cái tổn thương trên X-quang thì gần như là rất là khó đánh giá các cái tổn thương của sụn khớp cũng như các cái tổn thương về phản ứng viêm. Mà hiện tại nước ta thì cũng chưa có nhiều cái công trình nghiên cứu nào về siêu âm bệnh nhân thoái hóa khớp gối, thì đó là cái lý do chúng tôi tiến hành công trình nghiên cứu này nhằm hai cái mục tiêu. Thứ nhất là đánh giá cái mối tương quan, và thứ hai là đánh giá cái mức độ thống nhất giữa các cái biểu hiện trên siêu âm và các cái biểu hiện trên X-quang bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát. Thì xin phép được qua về tổng quan tài liệu. Thì đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối cũng được áp dụng trên lâm sàng, đó là theo Hội Thoái hóa Hoa Kỳ từ năm 1986. Thì cái tiêu chuẩn này bao gồm tổng cộng là 3 bộ tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn thứ nhất là dựa vào các biểu hiện lâm sàng cộng với lại các cái xét nghiệm, gồm có xét nghiệm máu VS và RF cũng như là các cái xét nghiệm dịch khớp để thấy dịch kiểu thoái hóa. Và cái bộ tiêu chuẩn thứ hai là dựa vào các cái biểu hiện lâm sàng cộng với lại biểu hiện gai xương ở trên X-quang. Và cái bộ tiêu chuẩn thứ ba là chỉ dựa đơn thuần vào lâm sàng mà thôi. Các cái biểu hiện lâm sàng chẳng hạn như bệnh nhân trên 50 tuổi có triệu chứng cứng khớp không quá 30 phút, có tiếng đạo xạo, đau xương khi ấn, vân vân. Thì trong ba cái bộ tiêu chuẩn này thì cái bộ tiêu chuẩn dựa vào X-quang thì có độ nhạy và độ đặc hiệu tương đối tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất. Thì nói về phân độ trên X-quang thì phân độ kinh điển vẫn được sử dụng, đó là phân độ theo tác giả Kellgren và Lawrence. Ở trong đó thì là độ 0 và bình thường, đây là độ 1, người ta nghi ngờ có hẹp khe khớp. Độ 2 là chắc chắn có gai xương. Độ 3 là chắc chắn có hẹp khe khớp. Và độ 3 là hẹp khe khớp đáng kể cũng như các cái gai xương rất là nặng. Như vậy thì người ta thấy là siêu âm làm được chuyện gì? Người ta thấy là trên X-quang người ta thấy được gai khớp, thì trên siêu âm cũng có thể phát hiện được gai khớp. Ngoài ra thì siêu âm nó còn tốt hơn ở chỗ nó đánh giá được các cái tổn thương sụn khớp. Đây là cái bề mặt cắt ngang qua sụn rồng lọc của khớp gối. Đây là mất hoàn toàn cái sụn của lồi cầu đùi bên trong. Và đây là mất hoàn toàn sụn của cái rồng lọc lồi cầu đùi. Ngoài ra thì còn phát hiện được hiện tượng tràn dịch khớp cũng như là tăng sinh bao bọc dịch của khớp gối. Đây là hình ảnh kén mặc dịch ở vùng kheo chân hay còn gọi là kén Baker. Xin phép được lượt qua về đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Thì chúng tôi tiến hành một thiết kế cắt ngang phân tích trên những bệnh nhân khám ngoại trú của phòng khám cơ xương khớp bệnh viện Chợ Rẫy. Và đây là cái công thức tính cỡ mẫu mà chúng tôi tính toán được là phải chọn ít nhất là 93 bệnh nhân. Và đây là các tiêu chuẩn chọn bệnh. Thì xin nhấn mạnh là trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán trên lâm sàng, đó là cái bộ tiêu chuẩn thứ ba. Bộ tiêu chuẩn thứ ba theo Hội Thoái hóa Hoa Kỳ chỉ dựa đơn thuần vào các biểu hiện lâm sàng mà thôi. Thì tại sao sử dụng như thế này là bởi vì chúng tôi muốn so sánh với X-quang và siêu âm. Nếu mà chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn X-quang để chọn bệnh thì nó có thể gây ảnh hưởng đến cái việc mà mình so sánh. Và chúng tôi loại ra khỏi nghiên cứu những bệnh nhân không có đứng được, bởi vì các bệnh nhân được chụp X-quang theo tư thế Lyosis là bệnh nhân tư thế bán chịu lực là bệnh nhân sẽ đứng. Và trên X-quang, xin lỗi, trên siêu âm thì các cái phân độ tổn thương sụn mà được chia như sau. Thì cho đến hiện tại thì không có một cái tổ chức chính thức nào có các cái phân độ rõ ràng về siêu âm của thoái hóa khớp gối. Do đó hiện tại các công trình nghiên cứu trên thế giới chủ yếu vẫn dựa vào các phân độ của một số tác giả đi trước đó. Chẳng hạn như đây là một cái phân độ theo tác giả Serbin, thì người ta phân ra cái tổn thương sụn khớp là tổng cộng là 4 độ, gồm có độ 1 là cái hình ảnh cái sụn khớp nó không có rõ ràng, cái bờ nó bị nhòe. Độ 2 là có mỏng sụn nhưng mà một cái bề dày sụn còn trên 50%. Độ 2B là cái bề dày sụn dưới 50%, và độ 3 là mất hoàn toàn cái sụn khớp. Tương tự như vậy thì kích thước gai xương trong siêu âm khi người ta đo được thì người ta cũng phân độ theo kích thước, chẳng hạn như dưới 2mm là độ 1,
2-4mm là độ 2, 4-6mm là độ 3 và trên 6mm thì được gọi là độ 4. Sau đây chúng tôi xin được phép nói về cái kết quả nghiên cứu. Thì trong nghiên cứu này chúng tôi thu nhận tổng cộng là 145 bệnh nhân và khảo sát tổng cộng là 290 khớp gối. Thì độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 62 tuổi và cái tỷ lệ nữ giới là chiếm trên 80% của dân số nghiên cứu. Thì các cái đặc điểm này cũng đều phù hợp với lại cái đặc điểm đã được ghi nhận trong textbook trong y văn về thoái hóa khớp gối là thường gặp ở bệnh nhân trên 60 tuổi và nữ giới là chiếm đa số. Về các cái triệu chứng đặc điểm về hình ảnh học trên X-quang thì trong nghiên cứu này thì chỉ có 50% bệnh nhân là có gai xương trên X-quang thôi. Thì sở dĩ như vậy là bởi vì chúng tôi chọn cái bộ tiêu chuẩn dựa vào lâm sàng là chủ yếu, cho nên không phải bệnh nhân nào thoái hóa khớp gối cũng có cái tổn thương gai xương trên X-quang, mà chỉ có 50% là có tổn thương gai xương mà thôi, và tỷ lệ hẹp khe khớp cũng không đến 60% các trường hợp. Thì nói về cái phân độ Kellgren và Lawrence thì người ta chúng tôi nhận thấy là cái phân độ thường gặp nhất là độ 3 và độ 4, chứng tỏ là những bệnh nhân mà có tổn thương trên X-quang đã đến khám tại phòng khám cơ xương khớp thì đa số là có tổn thương nặng rồi. Nói về các triệu chứng trên siêu âm thì trên siêu âm phát hiện được 60% cái số khớp gối có gai xương, thì xin nhắc lại là cái tỷ lệ phát hiện gai xương trên X-quang là chỉ có 50% thôi. Thì dường như là cái tỷ lệ khảo sát thấy gai xương là 60%, thì trong cái báo cáo của chúng tôi được báo cáo của Chợ Rẫy thì có một số thầy nói là thường thì X-quang sẽ phát hiện gai xương tốt hơn siêu âm. Thì tại sao như vậy? Thì theo bản thân chúng tôi nghĩ là do cái siêu âm thì mình có khảo sát được 3D, có là mình sẽ khảo sát vòng hết toàn bộ xung quanh khớp gối, thì có lẽ như vậy thì cái tỷ lệ khảo sát thấy được gai xương trong nghiên cứu của chúng tôi có thể là cao hơn. Và cái điều này thì không phải chỉ nghiên cứu của chúng tôi mà một số nghiên cứu trên thế giới họ cũng cho thấy là cái tỷ lệ gai xương trên siêu âm nó bằng hoặc nó cao hơn X-quang chứ nó không thấp hơn X-quang. Ngoài ra thì trong nghiên cứu này thì có đến 2/3 bệnh nhân có mỏng sụn khớp và các cái biểu hiện khác mà siêu âm X-quang không phát hiện được, chẳng hạn như các biểu hiện lồi sụn trên cũng chiếm đến 2/3 các trường hợp, tràn dịch khớp là 40% các trường hợp, và các cái tổn thương cái phần mềm quanh khớp chẳng hạn như là kén Baker, tăng sinh bao hoạt dịch, viêm các cái gân điểm bám gân xung quanh khớp thì cũng rất là thường gặp. Thì chúng tôi nhận thấy là cái tỷ lệ tổn thương sụn thường gặp nhất là từ độ 1 đến độ 2, độ 1 đến độ 2. Và nhắc lại thì cái điều này nó cũng tương xứng với lại các bệnh nhân là 50% cái số bệnh nhân trong dân số là không có tổn thương trên X-quang, nhưng mà cái tỷ lệ độ 0 của chúng tôi trên siêu âm thì chỉ có là 37% thôi, thấp hơn so với lại tỷ lệ không phát hiện được trên X-quang. Về chúng tôi cũng khảo sát liệu là cái kích thước mà chúng tôi đo được trên siêu âm với kích thước đo được trên X-quang nó có tương quan hay không. Thì chúng tôi nhận thấy là đối với lại cái khe khớp bên trong thì cái gai xương ở vùng xương đùi thì nó có tương quan chặt nhất với lại cái X-quang, với lại hệ số tương quan là 0.75 và trị số B là dưới 0.01, có nghĩa thống kê. Và chúng tôi được biết là cái bề dày khe khớp đo được trên X-quang thì thực chất nó là gần như là một cái sự phản ánh gián tiếp cái tổn thương sụn, bởi vì X-quang không phát hiện được tổn thương sụn, do đó bề dày khe khớp là một cái tổn thương, một cái biểu hiện gián tiếp của cái hiện tượng mỏng sụn khớp. Như vậy thì liệu có cái tương quan giữa bề dày sụn và cái bề dày khe khớp trên X-quang hay không, thì chúng tôi nhận thấy là có mối tương quan thuận. Tuy nhiên cái hệ số tương quan này tương đối yếu, thì cái hệ số tương quan này chỉ có 0.26 thôi. Thì cái nghiên cứu của chúng tôi thì nó cũng không có được tương quan với lại cái nghiên cứu khác, chẳng hạn như tác giả Okano, tác giả ở Nhật, thì người ta thấy là họ ra cái hệ số tương quan giữa cái bề dày khe khớp và cái bề dày lớp sụn đo trong siêu âm lên đến 0.7, là tương đối cao hơn cái nghiên cứu của chúng tôi rất là nhiều. Thì chúng tôi mới tìm hiểu thì có lẽ như là cái tỷ lệ mà có tràn dịch khớp trong nghiên cứu của chúng tôi ấy, nó cao hơn trong tác giả Okano. Thì cái bề dày của trên X-quang ấy, thì nó ngoài cái chuyện ảnh hưởng bởi cái lớp sụn, nó còn ảnh hưởng bởi cái lớp dịch ở trong cái khớp nữa, thì có lẽ là cái đó là cái yếu tố mà nó làm sai lệch nghiên cứu. Và nói về phân độ, thì chúng tôi nhận thấy là cái phân độ chặt nhất là phân độ gai xương tương quan với phân độ Kellgren và Lawrence, còn cái phân độ tổn thương sụn trên siêu âm thì tương quan không có mạnh lắm với lại cái phân độ Kellgren và Lawrence, thì cũng tương ứng với lại hai cái biểu hiện phía trước. Như vậy thì liệu X-quang và siêu âm mình chẩn đoán thoái hóa khớp nó có thống nhất với nhau hay không? Thì cho đến giờ phút này thì cũng chưa có cái tiêu chuẩn nào để gọi là siêu âm như thế nào gọi là có thoái hóa khớp, siêu âm như thế nào là thoái hóa khớp, mà chỉ có tiêu chuẩn X-quang mà thôi. Do đó chúng tôi xin mạn phép đặt ra là nếu mà bệnh nhân có mỏng sụn trên siêu âm thì chúng tôi xem bệnh nhân đó là gọi là có thoái hóa khớp, gọi là có thoái hóa khớp bởi vì không có tiêu chuẩn. Như vậy thì nếu mà bệnh nhân có mỏng sụn trên siêu âm
và tương xứng với bệnh nhân có gai sinus quang thì liệu có chẩn đoán tương xứng với nhau hay không thì cái hệ số cấp 3 của nó chỉ có 0.24 thôi, đó là cái mức độ tương xứng với x-quang và siêu âm để chẩn đoán thoái hóa khớp thì dường như nó cũng không có cao. Như vậy thì mình thấy là cái biểu hiện gai xương và biểu hiện mỏng sụn đôi khi có thể là bệnh nhân đã có mỏng sụn rồi nhưng mà chưa có biểu hiện gai xương. Chẳng hạn như ở đây là có đến 70 bệnh nhân trong nghiên cứu có biểu hiện mỏng sụn mà không có gai xương trên x-quang. Tương tự như vậy ấy, thì chúng tôi cũng nhận thấy là có 44 bệnh nhân đã có gai xương trên siêu âm rồi mà trên x-quang lại nói là không có. Nhưng mà ngược lại thì chỉ có 17 bệnh nhân là x-quang phát hiện siêu âm mà gai xương không phát hiện được. Và cái giá trị của siêu âm thì chúng tôi nghĩ thì lớn nhất là khi mà không phải là nó thay thế được x-quang, mà giá trị lớn nhất của siêu âm có lẽ là khi mà nó phối hợp với x-quang. Chẳng hạn như trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy là nếu mà chỉ có biểu hiện gai xương trên x-quang không thì chỉ có khoảng 50% thôi. Gai xương trên siêu âm là 60%. Tuy nhiên khi phối hợp các cái biểu hiện vừa gai xương trên x-quang, gai xương trên siêu âm hoặc là tổn thương sụn siêu âm ấy, thì cái tỷ lệ này nó lên đến hơn 80% các bệnh nhân trong nghiên cứu. Như vậy thì chúng tôi xin phép được rút ra một số kết luận như sau. Thứ nhất là có mối tương quan giữa các biểu hiện trên siêu âm và trên x-quang của thoái hóa khớp. Cụ thể đó là cái biểu hiện về kích thước và phân độ gai xương trên siêu âm và về bề dày lớp sụn nó có tương quan với bề dày khe khớp trên x-quang. Và phân độ trên siêu âm và tổn thương sụn và gai xương nó cũng có tương quan thuận với lại cái phân độ Grogren và Lawrence trên x-quang. Và có sự thống nhất giữa siêu âm và x-quang, mặc dù cái sự thống nhất này nó vẫn còn chưa có cao. Và chúng tôi hy vọng là cái việc phối hợp giữa siêu âm và x-quang có lẽ là trong tương lai nếu mà có cái tiêu chuẩn nào chẩn đoán thì nó sẽ làm tăng được cái độ nhạy so với lại chỉ dùng x-quang đơn thuần. Phần trình bày chúng tôi đến là chính.